Chào anh em, mời anh em xem chiếc cub Tâm 90 đời 204 nha. Đời 204, sơn si riêng, máy móc riêng hết. Anh em về chơi sưu tầm ha. Mẹ đang hết bình kèm coi xi nhan ok hết, kèm theo bẩn kính nha, bình yếu. Rồi mời anh em xem chi tiết. Yên này da này lặp lại ha, yên riêng da lặp, đến mút riêng da lặp lại nha. Này nó có khoét hai cái lỗ để nó bắt cái thùng phía sau vô, ba ga riêng ha, xi nhan chập đôi về riêng toàn bộ hết, sơn xi riêng. Vành 204, đát 204 ha, cốp rất là đẹp, một sên không bắn tí nào luôn, còn nguyên cần số, các chân chống nguyên riêng ha, lóc nắp cá rất là đẹp. Này nó có bông nữa xíu, đầu bò nguyên riêng ha. Chung là xe này thì đồ đẹp đều. Nên em về chơi là khỏi chơi luôn, kèm bẩn kính cho anh em ha. Bẩn kính thì nó còn không theo xe nha anh em, nó chỉ là kính thì mình tặng cho kính Thái hả, còn kính riêng rồi hình như là không còn, còn kính riêng luôn, còn kính riêng theo xe luôn cho anh em luôn. Bẩn thì mình sẽ tìm cho anh em cái bẩn. Này cần thám nhìn thấy mê ly luôn ha, quá đẹp, giờ đạp 7 màu. Oxy ha. Đây vành Araya Gia Băng tháng 3 204 ha. Rồi anh em mình có nhu cầu thì vui lòng alo số điện thoại 0978 797918 nha. Xe này gọi là khá đẹp, kèm bẩn kính cho anh em về anh em chơi luôn ha. Video này tạm dừng, chào hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé. Chúc anh em một ngày làm việc tốt lành.